Qua. Có thấy cái này không? Để đút tay vào đây đâu. Tiến Linh chia sẻ cảm xúc như thế nào lượt đi Tiến Linh đã ghi bàn và lượt về ghi bàn và rất là ý nghĩa với bàn thắng trên sân nhà và chúng ta có được chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup lần này. Bắt đầu mùi. Linh mới bình phục Covid-19, thể lực thì có lẽ là chưa đảm bảo, nhưng ngày hôm nay chắc chắn là vào sân với quyết tâm cao nhất, thì Linh có thể chia sẻ cái cảm giác của mình ngày hôm nay vào sân và ghi bàn. Thật sự thì cảm ơn Tiến Linh.